Xin chào quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Bếp An Toàn. Thưa quý vị, máy rửa bát Teco TGBI205 là dòng sản phẩm thiết bị nhà bếp sẽ làm bừng sáng không gian bếp của quý vị. Bởi máy rửa bát được tích hợp nhiều tính năng hiện đại, công nghệ thông minh chắc chắn sẽ làm hài lòng những vị khách khó tính nhất. Máy rửa bát Teco TGBI205 của chúng ta là dòng sản phẩm máy rửa bát có dung tích nhỏ, có thể rửa khoảng 8 bộ bát đũa châu Âu, tương đương với 9 lít trong một lần rửa, tiết kiệm tối đa năng lượng điện cũng như là nước cho quý vị. Máy có kích thước nhỏ, có chiều cao là 62.5, chiều rộng là 59.5 và chiều sâu là 52.5. Kích thước nhỏ như thế này thì chúng ta có thể lắp âm hoặc để độc lập cũng vô cùng sang trọng không gian bếp của quý vị. Về phía bên ngoài chúng ta có thể thấy là kính cường lực màu đen được phun tràn viền với thiết kế tối giản. Phần nắp tay cầm là inox, chống bám vân tay rất là sạch, chống bám bụi cũng rất dễ vệ sinh nữa. Và phần hiển thị thông tin cũng như là hệ thống đèn LED điều khiển bằng cảm ứng ở đây cũng rất dễ thao tác và thông minh. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về chiếc máy rửa bát Teco TGBI205 này nhé. Đây là phần giao diện điều khiển của máy bằng hệ thống cảm ứng vân tay cũng như là tay cầm của máy. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mở máy lên cho quý vị cùng theo dõi. Đây là toàn bộ giao diện của máy. Phần trên này là hiển thị thời gian cũng như là chu trình máy hoạt động, hệ thống báo thiếu muối và báo thiếu làm dầu bóng. Đây là các chương trình sẽ hiện lên đây. Và khu vực cái hàng thứ ba bên dưới này, đây là công nghệ ưu việt của máy, tia UV diệt khuẩn, khu vực hẹn giờ, nút bật tắt, các chương trình và cuối cùng là nút start để điều khiển. Như quý vị có thể thấy, đây là các chương trình rửa cơ bản. Máy rửa bát Teco TGBI205 của chúng ta thì có 7 chương trình rửa chính. Đầu tiên là chương trình rửa tráng nước lạnh 18 độ. Thứ hai là chương trình rửa bình thường 1 tiếng khoảng 60 độ. Chương trình rửa chuyên sâu 75 độ. Chương trình rửa nhanh, rửa nhanh hoặc là rửa các vật dụng mà bằng ly thủy tinh khoảng 1 tiếng 30 phút. Và đây là chương trình rửa tiết kiệm 50 độ C. Và khi xong thì chúng ta sẽ ấn nút start, hoặc chúng ta muốn hẹn giờ. Ở đây nó hiển thị giờ và phút. Nếu như xong, chúng ta ấn start và máy sẽ hoạt động. Ngoài các chương trình rửa cơ bản mà khi tôi ấn một lần nó đã nảy như thế này rồi, thì khi mà quý vị ấn giữ cái thanh ba này, đó, nó sẽ lên chế độ rửa eco, tiết kiệm tối đa điện nước ở thời gian là 2 tiếng 55 phút. Và khi mà chúng ta lựa chọn được chương trình phù hợp, chúng ta ấn nút start. Đó. Như quý vị có thể thấy là máy đã hoạt động rồi. Phần mặt sau của máy chúng ta có thể thấy là lớp nhựa này, nó sẽ giúp bảo vệ mặt sau của máy cũng như là giảm tiếng ồn một cách hiệu quả khi mà máy hoạt động. Các cái bộ khung này cũng được ốp bằng nhựa rất là chắc chắn, sẽ tránh tình trạng là côn trùng bay vào và làm hỏng mạch của máy khi mà chúng ta sử dụng lâu ngày. Dây nguồn được nối trực tiếp với máy là dây nguồn 2 chân, rất là phù hợp với ổ điện của chúng ta, đúng không ạ? Ngoài ra đi kèm với máy mới thì chúng ta sẽ được cung cấp, đầu tiên là dây cấp nước. Dây cấp nước này thì ở hai đầu nó sẽ được trang bị cái hệ thống là chống rò rỉ nước, như tôi vừa đề cập như lúc nãy là cái chế độ Aqua Stop sẽ phát hiện và đảm bảo là 100% cái tình trạng là chống rò rỉ nước cũng như là gặp các tình trạng về cái khu vực cung cấp nước này cho chúng ta. Đi kèm là các cái hệ thống ốc vít cũng như là lắp đặt phù hợp đạt tiêu chuẩn các sản phẩm. Tiếp theo là dây xả nước. Dây xả nước thì rất là đơn giản thôi, như thế này. Chúng ta sẽ lắp ở đây. Như quý vị có thể thấy là cánh máy được mở một góc 95 độ gập xuống phần vuông góc. Máy được trang bị hai dàn rửa. Ngoài ra đi kèm thì là sẽ cùng các phụ kiện như là ống dẫn nước và ống thoát nước cũng như là phễu đổ muối.
Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng khám phá dàn rửa bên dưới, dàn rửa thứ hai. Dàn rửa này của chúng ta thì sẽ đựng son, nồi, chảo hoặc là các cái đĩa tây lớn, các cái bát ô tô lớn. Phần bên dưới này thì chúng ta có thể gập lên gập xuống rất là linh hoạt, sẽ tiện lợi trong quá trình mà chúng ta rửa. Đó. Chúng ta có thể để được son, nồi, chảo với nhiều dung tích khác nhau, với nhiều kích thước khác nhau, son 16, 20, 24, chảo 24. Khu vực này là để đũa, xìa và dao. Tất cả đều có thể thay đổi linh hoạt được. Ở khu vực này quý vị có thể thấy, đây khu vực này, chúng ta có thể đặt lên đây những cái tách trà bằng sứ này, những cái vật dụng nhỏ. Và lưu ý là chiều cao không được vượt quá cái khung trên này. Quý vị lưu ý là chiều cao của vật dụng chúng ta để như là đĩa này, ly này, bát nhỏ này, chúng ta sẽ không được để vượt quá cái chiều cao này, nó sẽ chạm phần trên này. Và cánh, khi mà cánh kim phun nó chạy thì nó sẽ bị chạm vào và làm rơi bát đũa của chúng ta. Và cái khu vực bên dưới này chúng ta có thể tháo ra một cách dễ dàng. Đó. Đây là hệ thống dàn thứ hai. Dàn thứ hai này chúng ta sẽ để bát đĩa. Và máy rửa bát Techo của chúng ta để được tối đa 8 bộ bát đĩa châu Âu. 8 bộ bát đĩa châu Âu rất là lớn đấy ạ. Và tất cả toàn bộ những cái khung này chúng ta cũng có thể nâng lên hạ xuống được. Tuy nhiên thì đây là sản phẩm mới của chúng tôi nên là chúng tôi đã gia cố, chúng tôi đã chằng những cái khung này rất là chắc chắn, đảm bảo trong quá trình vận chuyển thì sẽ đảm bảo an toàn cho sản phẩm của quý vị. Hệ thống kim phun cũng rất là dày, chắc chắn, kết hợp cùng với nhiều mắt kim phun to ở đây. Nhiều mắt kim phun, áp suất nước lớn, nhiệt độ nước cao thì sẽ làm cho bát đũa của chúng ta được rửa sạch nhanh hơn, sạch hơn, diệt khuẩn tối đa, tiết kiệm tối đa điện và nước cho chúng ta nữa. Phần khung này, phần ngăn thứ hai này thì sẽ không tháo rời ra được, chỉ có ngăn bên dưới này tháo rời ra được thôi. Phần không gian bên trong của máy như quý vị có thể thấy là rất là rộng rãi, với bộ khung được làm bằng mặt inox sáng bóng, luôn giữ cho máy trong trạng thái là sạch và bóng nhất. Máy thì được trang bị hai hệ thống công nghệ sấy khô, turbo khử khuẩn. Công nghệ sấy khô này thì sẽ làm bát đũa của chúng ta sẽ luôn luôn được khô triệt để nhất khi mà sử dụng khí nóng 3D kết hợp với khí nóng và quạt đối lưu luân chuyển không khí trong khoang máy, giúp bát đĩa khô ráo này, không gian cái khung bên trong của máy cũng được khô, tránh cái tình trạng đọng nước lại làm bẩn bát đũa hoặc là làm bẩn cái không gian máy của chúng ta. Cái hệ thống nhựa bên dưới này thì cũng là nhựa đạt tiêu chuẩn của châu Âu, độ bền cao, chịu nhiệt, chịu lực và chống ăn mòn lớn. Đây, hệ thống kim phun quý vị có thể thấy là rất là dày. Các cái mắt phun ở đây cũng rất là lớn. Nhiều mắt phun. Nó sẽ làm tăng cái hiệu quả rửa bát đũa của chúng ta, tiết kiệm tối đa năng lượng điện và nước nữa. Khu vực bên này là khu vực đổ muối làm mềm nước, làm bằng chất liệu nhựa. Hệ thống răng rất là chắc chắn. Khi máy mới mua về chúng ta sẽ đổ muối và nước vào. Và khi mà máy đã hoạt động rồi, khi mà thiếu muối thì máy sẽ báo ở trên màn hình hiển thị đèn LED. Chúng ta chỉ cần đổ thêm muối thôi, bởi vì khi hoạt động thì máy đã có sẵn nước rồi. Đây là khu vực đổ rác. Chúng ta có thể thấy đây là hệ thống lưới lọc bằng inox rất là dày, sẽ tránh tình trạng là rác nó bị trôi xuống đây và làm tắc ống dẫn nước. Đây, rác nó sẽ bị ứ đọng ở đây. Và chúng ta lưu ý là sẽ thường xuyên kiểm tra cái chỗ lọc rác này và đổ rác đi, tránh tình trạng là máy bị đầy rác và nó không thoát được nước. Khi mà cho vào thì chúng ta không thể đặt như thế này, mà chúng ta sẽ cần phải xóa khi nó, chúng ta sẽ xoáy để khóa khi mà nó kêu. Đó là sẽ khóa. Nó sẽ chắc chắn khi mà máy hoạt động có nước, nó sẽ không bị dành rác lên làm bẩn máy. Ngoài ra thì máy rửa bát Techo của chúng ta còn được tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến khác như là công nghệ sấy khô tăng cường khí nóng này, sẽ diệt khuẩn bằng nhiệt độ. Bên cạnh đấy thì máy sẽ được trang bị thêm công nghệ tia UV diệt khuẩn bằng tia sáng. Cái tia UV này
thì sẽ diệt sạch vi khuẩn bám trên chén bát này, trả lại cho chúng ta những bữa ăn thật là an toàn. Hệ thống bảo vệ chống rò rỉ nước sẽ giúp chúng ta hạn chế 100% cái tình trạng là rò rỉ nước, làm tốn nước của chúng ta. Ngoài ra thì máy còn tích hợp thêm cả những cái tính năng khác rất là tiện lợi như là hẹn giờ này, hoặc là các cái chu trình rửa ở bên ngoài mà lúc nãy tôi đã nói, cũng rất là thông minh, giúp cho chúng ta kiểm soát được thời gian sử dụng này, tiết kiệm điện năng và cũng rất dễ thao tác, phù hợp với từng chất liệu sản phẩm bát đũa của chúng ta. Phần khung bên ngoài của mặt cánh này là khu vực để nước làm bóng và viên rửa. Chúng ta lưu ý là phần khu vực này, phần trên không hề có cái nẫy, mà nó sẽ có một cái nẫy ở cạnh như thế này, cái lẫy màu xanh. Chúng ta lưu ý nhé, là khi chúng ta đẩy lên đây đó thì nó sẽ trượt một cách nhẹ nhàng xuống. Đây là khu vực để viên rửa hoặc là bột rửa này, có hai nấc, tùy thuộc vào lượng bát đũa thì chúng ta sẽ cho hai nấc rất phù hợp. Khi chúng ta muốn đóng, chúng ta đẩy xuống đó, rất là nhẹ nhàng. Chúng ta lưu ý là khi mà đẩy xuống chúng ta phải nghe có một tiếng tách nhẹ ở đây nhé, đẩy này, tách nhẹ này, như thế thì mới là khóa. Còn nếu như khi chúng ta đẩy nhẹ như thế này, nó sẽ rằng nó bật lên, phải tách thì là mới được. Khu vực nước làm bóng này chúng ta xoáy mở, nó có hướng dẫn ở đây. Cũng như muối, khi chúng ta mua máy về chúng ta đổ đầy, khi nó hết thì nó sẽ báo ở phía trên. Còn viên rửa bột rửa này, mỗi một lần rửa chúng ta cho vào đó, khi cho đầy chúng ta xoáy, khi nó hết thì nó sẽ báo. Vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu một cách chi tiết về chiếc máy rửa bát Techo TGBI205 này rồi. Nếu như quý vị muốn tìm hiểu thêm về chiếc máy rửa bát này cũng như là các sản phẩm đang có sẵn trên thị trường hiện nay, vậy thì đến ngay 992 đường Láng Đống Đa Hà Nội để cùng trải nghiệm các sản phẩm có sẵn tại showroom. Bếp An Toàn có các chương trình hậu mãi dành cho khách hàng như sau: cam kết sản phẩm chính hãng 100%, hoàn tiền 200% các sản phẩm sai sự thật, sai xuất xứ, nhận đổi trả sản phẩm trong vòng 30 ngày, bảo hành 3 năm, bảo trì trọn đời, lắp đặt miễn phí tại Hà Nội, giao hàng toàn quốc và thanh toán khi nhận hàng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi. Đừng quên ấn like and subscribe để ủng hộ kênh và theo dõi những sản phẩm tiếp theo của kênh Bếp An Toàn.